ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các bộ ngành liên quan trong bối cảnh dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh diễn biến phức tạp. Đánh giá tình hình, đại diện tỉnh Bắc Giang cho biết đây là đợt dịch nguy hiểm. Virus là chủng B.1.6.1.7.2 của Ấn Độ, có khả năng lây nhiễm cao và lây lan rộng. Dịch xảy ra trong khu công nghiệp có mật độ công nhân cao, làm việc trong môi trường khép kín, nhiều F0 di chuyển bằng phương tiện công cộng, gây khó khăn cho công tác kiểm soát. Thách thức lớn nhất lúc này, theo ông Dương, là kiểm soát không để dịch lây lan thêm. Phải dập dịch trong khu công nghiệp, tránh bùng phát ra cộng đồng. Đồng thời, địa phương phải chăm lo đời sống cho hơn 60.000 công nhân ở lại trong khu cách ly và tìm cách tiêu thụ nông sản. Nêu nhiều kiến nghị, Chủ tịch Bắc Giang trước hết đề nghị Thủ tướng xem xét đưa nhóm công nhân làm việc trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp vào nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19. Bắc Giang mong muốn được ưu tiên phân bổ thêm vaccine để hoàn thành tiêm cho đối tượng ưu tiên và công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp sinh phẩm xét nghiệm nhanh, trang thiết bị y tế, hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập, đưa vào hoạt động thêm một số đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng tại địa phương. Do kinh phí chi cho phòng chống dịch tại tỉnh quá lớn, vượt qua khả năng cân đối tỉnh Bắc Giang, cũng đề nghị Thủ tướng xem xét cấp bổ sung kinh phí phòng chống dịch.